điện máy bình dân. Hân hạnh phục vụ quý vị. Liên hệ 0961 912 891 hoặc 0364 916666. Hai chiếc mẫu máy sủi khí oxy cho các bà đi bán cá ngoài chợ hay là các kiosk bán đồ hải sản gia đình, chúng ta có thể sử dụng. Chiếc máy này sử dụng nguồn điện là 220V, cắm trực tiếp thôi, rất là tiện đấy. Đây là mẫu 45W, sủi khí 45W khá là to. Và chiếc bên cạnh là chiếc sủi khí 25W. Thì ở đây em đã có chuẩn bị sẵn 2 chậu nước và tất cả là 6 quả sủi khí vào đây rồi. Để cho các bác nhìn thấy, em để luôn 6 quả sủi khí lắp ráp sẵn sàng. Đấy, khi chúng ta mua về một bộ, nó sẽ có một cái máy sủi, một sợi dây chuyền 6 và một bộ chia khí và giữ sợi dây tiêu vào. Đây là tròn một bộ của chúng ta khi chúng ta sử dụng. Ở đây em hôm nay em sẽ cắm thử cho quý vị và các bạn xem cả hai mẫu này chạy sẽ ra làm sao. Thì đầu tiên em sẽ cắm con nhỏ trước, cắm con 25W trước. Đấy, máy nó hoạt động rất là êm. Đây, chạy khá là êm nhưng mà nó cũng tương đối rung đấy. Tiếp đến em sẽ cắm con 45W luôn. Đây là cả hai con đang hoạt động luôn, anh em có thể thấy chạy tiếng khá là êm. Ở đây chúng ta tiến đến chậu nước. Đây là cả hai chậu đang đều sục, đang được sục khí 6 quả liền. Chúng ta có thể nhìn thấy 6 quả bên con 45W sục sôi sục luôn, giống như nước đun sôi, rất là mạnh, nước lên rất là cao, hơi khí rất là nhiều. Còn bên cạnh này thì cũng khá là mạnh, tuy nhiên là nó sẽ không thể đạt được như con 45W đâu, vẫn là thua tiền 20W rồi. Đấy, anh em có nhìn thấy 5 quả 6 quả sục. Từ nhà chúng ta khi chúng ta mua cái loại sục 45W thì chúng ta có thể sử dụng tối đa lên tới 6 chậu nước, 6 chậu để chúng ta để 6 chậu hải sản chúng ta bán cùng một lúc được. Còn con này thì em khuyên là chỉ nên dùng 3 chậu thôi, thì vào sủi con này là không quá mạnh đâu. Chúng ta sủi mà để một quả một chậu này sẽ hơi bé dẫn đến thiếu oxy, các cái dòng hải sản sẽ dễ bị ngạt chết. Đấy, hai mấy chiếc máy đang chạy đây ạ, êm ru không nghe gì cả. Chạy rất là êm, rất đẹp, dây tiêu rất là sáng. Chúng ta có thể sờ qua cái dây tiêu này, nó khá là căng, hơi đẩy rất là ổn đấy. Một bộ em bán ở đấy em đã nói bao gồm 6 quả sủi này, 6 sợi dây này, một cái chia này, một cái đầu nối vào cái bộ chia này, và một cái bộ sủi. Chạy rất là êm, rất là mạnh. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này, quý vị nhau liên hệ số điện thoại được ghi ở dưới màn hình để được tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm. Xin cảm ơn tất cả quý vị xem video em. Quý vị tìm kiếm điện máy bình dân và nhấn nút đăng ký, nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video mới của mình nhé. Xin cảm ơn.